Mic Group, IEX Group đồng hành cùng chương trình. Theo các chuyên gia cho biết, hiện nay xuất phát từ nhu cầu thực tế, nhiều người có xu hướng tìm trước cho mình hoặc người thân một nơi an nghỉ cuối cùng. Do đó, những khu nghĩa trang, hoa viên với quy mô rộng lớn ngày càng được đầu tư bài bản và chuyên nghiệp, không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn mang tính thẩm mỹ cao, trở thành một phân khúc mới mẻ và tiềm năng trên thị trường bất động sản hiện nay. Theo khảo sát, các dự án đầu tư bất động sản nghĩa trang quy hoạch theo mô hình công viên nghĩa trang cao cấp có giá trị suất đầu tư chỉ vài trăm triệu đồng, đáp ứng tốt tiêu chí sinh lời, an toàn và thanh khoản cao. Điển hình như tại miền Bắc có công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên, công viên nghĩa trang Thiên Đức, nghĩa trang Vĩnh Hằng. Tất cả đều được thiết kế với quy mô rộng lớn, rất hài hòa, trang trọng, đi kèm cùng những dịch vụ tiện ích như mai táng trọn gói, chăm sóc phần mộ, dịch vụ thắp hương ngày rằm, mùng 1, ngày giỗ. Không gian trong khuôn viên giúp người nhà đến thăm mộ cảm thấy bình yên bởi cảnh quan được thiết kế đẹp, cây cỏ xanh tươi, hồ nước bao quanh tĩnh lặng. Các ngôi mộ đơn, đôi hay gia tộc đều thiết kế rất đều, khang trang, xanh sạch đẹp. Bên cạnh đó, các công viên nghĩa trang muốn đi vào hoạt động phải được sự cấp phép của cơ quan quản lý nhà nước bởi có liên quan đến vấn đề xử lý môi trường. Do đó, đây là yếu tố tạo được sự yên tâm đối với các nhà đầu tư về mặt pháp lý. Chuyên gia bất động sản Nguyễn Quốc Huy cho rằng, phân khúc bất động sản nghĩa trang là một phân khúc cấu tạo nên thị trường bất động sản Việt Nam, là một xu hướng tất yếu trong lĩnh vực bất động sản và nó sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Bản thân tôi cũng là khách hàng của một trong những công viên Vĩnh Hằng nổi tiếng nhất Việt Nam. Cách đây khoảng 10 năm, giá đất chỉ dao động khoảng từ 5 tới 10 triệu đồng một mét vuông. Đến hiện tại, giá đất đã lên đến 20-25 triệu đồng một mét vuông, thậm chí có nơi lên đến 30 triệu đồng một mét vuông. Quy mô công viên ngày trước đâu đó khoảng 10 hectare, bây giờ đã mở rộng lên 40 ha. Ông Huy chia sẻ. Theo ông Huy, đối với các đơn vị bất động sản, doanh nghiệp có quy mô lớn thì bất động sản nghĩa trang hoàn toàn là một kênh để phát triển rất tốt vì nhu cầu hiện nay rất nhiều. Để xây dựng được dự án khuôn viên này, nhà đầu tư phải đến những nơi vùng nông thôn, vùng miền núi, những nơi có tâm linh, phong thủy, long mạch tốt và những nơi đó giá đất thường rất rẻ. Sau khi hoàn thiện, cần chú tâm vào phát triển cơ sở hạ tầng, tiện ích cảnh quan đi đến vận hành khai thác theo chuẩn để làm sao tạo được cảnh quan không gian thuận lợi cho các dịch vụ về an táng, dịch vụ hỏa táng, dịch vụ tâm linh, dịch vụ thăm viếng của người thân đối với những người đã khuất. Dự án sau khi hoàn thiện sẽ mang lại tỷ suất lợi nhuận rất hấp dẫn. Ông Huy nhấn mạnh.